Sống ở đời á mà mình không có tiền á thì người ta chẳng coi mình ra cái gì đâu Lan ạ. Em hiểu câu nói này của chị mà. Tại vì em đã sống trong hoàn cảnh đó rất là nhiều năm rồi. Bởi như vậy á thì mình phải giàu sang nè, ăn ngon mặc đẹp nè, để cho người ta không còn coi thường mình nữa. Dạ. Với bản thân em á, lúc nào em cũng cố gắng học thật là tốt để em tốt nghiệp đại học nè, rồi hy vọng mình tìm được một cái nghề gì đó thật là tốt để được thành công. Em rất là cầu tiến, bởi vậy nên em mới chọn nghề kinh tế đó. Em rất là yêu thích ngành này. Nhưng dạo gần đây á, em cứ nghỉ học hoài à. Mà bây giờ đến nỗi nhìn mấy cái con số em cũng thấy ngán nữa. Đó chính là những cái gì mà em mơ ước. Và em mơ ước được một ngày nào đó em thành công. Không hiểu tại sao dạo này em chán ngán nó tới như vậy á. Làm giàu á thì có rất là nhiều cách. Học xong á chưa chắc đã tìm được một công việc tốt để làm. Cho nên á, bây giờ á em theo chị bảo đảm thế nào em cũng giàu có và sang trọng. Mà chị nè, Ừ. em á suốt ngày cứ đi chơi với chị nè, tới những chỗ sang trọng rồi ăn uống mặc đồ cũng toàn là đồ hiệu không à. Nhưng mà em nói thiệt, em không biết tiền đâu mà chị xài hoài à. Không thấy chị đi làm gì hết, cũng không biết chị làm việc gì luôn. Cái đó mới là cái hay của chị đấy. Chị làm việc đâu cần phải ra mặt để người khác làm và phục vụ lại cho chị. Chị nói sao em thấy khó hiểu quá. Thì từ từ em sẽ hiểu. Nhưng mà em phải đi theo chị. Rồi em sẽ có nhà lầu nè, xe hơi và giàu có sang trọng giống như chị. Em có đồng ý không? Nếu được như vậy thì tốt quá rồi. Từ đây sắp tới chắc là em phải nhờ sự giúp đỡ của chị á. Điều đó thì em an tâm đi, chị em mình á là người cùng cảnh ngộ mà. Bữa nay cũng cuối tháng rồi. Lan tính là đầu tháng sau Lan sẽ dọn ra ngoài ở riêng. Lan biết ơn Yến nhiều lắm. Vì trong suốt thời gian qua Yến lúc nào cũng chia sẻ những khó khăn với lại Lan. Tại sao Lan phải ra ngoài chứ? Ra ngoài rồi tiền làm thêm, tiền dạy thêm rồi liệu có đủ kham không? Mấy cái chuyện đó Lan tự lo liệu được. Lan cảm thấy là mình đã làm việc Yến lâu quá rồi. Lan không có muốn là Yến vì Lan mà bận tâm nhiều quá như vậy. Lan, thiệt là Lan hiểu Yến mà. Yến là người bạn tốt nhất mà Lan đã từng gặp. Không có ai đối xử tốt với Lan và chân thành với Lan giống như Yến vậy đó. Tất cả những gì Yến làm Lan cảm nhận được hết. Lan à, thiệt ra mấy cái lần trước mà Yến có phàn nàn Lan là đi sớm về trễ hay là say xỉn gì đó thì thiệt tình là Yến chỉ muốn tốt cho Lan thôi. Lan đừng có lấy cái đó mà bỏ đi được không? Không có đâu, Lan hiểu Yến mà. Chỉ tại vì Lan rất là muốn dọn ra ở một nơi mới, không có ai biết cái chỗ mình ở hết á. Lan muốn có một cuộc sống riêng biệt. Nhưng mà Yến thấy á, thì Lan cứ ở lại với Yến đi. Dù gì bạn bè cái có chuyện gì thì cũng còn có nhau chứ. Giờ Lan đi mình vậy rồi rủi có chuyện gì rồi sao? Lan biết là Yến lúc nào cũng quan tâm, lo lắng cho Lan hết á. Nhưng mà không sao đâu. Lan muốn bắt đầu một cuộc sống mới, một nơi ở mới, một nơi riêng biệt một mình Lan. Lan, Lan đừng đi được không? Lan xin lỗi. Lan cảm ơn Yến nhiều lắm.
Lời xin lỗi Yến. Yến nhớ Lan lắm á. Mình còn gặp nhau ở trường nữa mà. Lan đi cẩn thận. Cảm ơn Yến nhiều lắm. Lan đi nha. Em có cần đến từ biệt bạn không? Không cần nói chuyện, mình đi luôn. Tao thấy từ ngày mà Lan dọn ra ngoài ở, thấy sao sao. Tối ngày thì cứ đi chơi, rồi không lo đi học. Mà tao nghĩ thời gian nữa ba nghỉ học cho mày coi. Mà tao khuyên mày á, mày hãy coi cái đó là một kỷ niệm đẹp. Tao thấy lúc này mày rành mấy cái chuyện mà tình yêu trai gái lắm rồi đó nha. Bắt đầu kiếm sách vở học rồi đúng không? Ngày xưa chê mà yêu đương nhăn nhít, bây giờ lúng vô rồi chứ gì. Sao rồi? Có người ta mà có lúc yêu, lúc ghen, lúc buồn, lúc giận. Mà nhắc tới tao thấy buồn nữa. Buồn vụ gì? Đó, mỗi lần mà tao nói yêu Yến á, Yến trả lời tao một câu rất tình cảm. Vậy được rồi, câu gì? Khi con khỉ khô. Cái mặt tao khô như con khỉ luôn. Tao nản với cái tình cảm này quá. Tao buồn cái chuyện của tao với Yến rồi. Còn gặp chuyện mày với Lan nữa, tao còn buồn hơn. Chẳng lẽ suốt cuộc đời này tao về ở chung với mày chứ? Cho tao hai chữ bình yên đi. Ê, cái chơi tao làm gì với mày? Ở đi đi. Sắp giải này là Bích mua cho Lan á. Đẹp lắm á, Lan coi đi. Đem về may đồ mà mặc. Lan xin lỗi Bích, Lan không thể nào tiếp tục nhận mấy cái món quà này của Bích được nữa. Tại sao vậy? Món quà đó Lan không nhận. Nhưng mà cái này nhất định Lan phải nhận. Tại sao lại có cái chữ BNL ở đây? BNL là viết tắt của tên Bích với Lan á. Nếu như vậy thì món quà này Lan càng không nhận được. Lan làm vậy á, Bích buồn lắm á. Bích cũng đặt nhẫn cặp rồi. Lan nói thiệt cho Bích biết, từ trước tới giờ Lan chỉ coi Bích là bạn thôi. Nếu như mà Bích cứ tiếp tục đối xử và tỏ vẻ thái độ hơn cái mức tình bạn như vậy, giống như là một người tình á, thì Lan xin lỗi Bích. Nhưng mà Lan có biết là Bích, Nếu như mà Bích cứ tiếp tục như vậy, đối xử với Lan như vậy, không coi Lan là bạn, thì thật sự Lan xin lỗi Bích, Lan không thể nào chấp nhận được. Bích có hiểu không? Lan có biết là Bích yêu Lan nhiều lắm không? Bích lúc nào cũng nghĩ tới Lan. Bích rất là lo lắng. Bích làm cái gì vậy? Bích bỏ Lan ra. Lan đã nói rồi, Không bao giờ Lan chấp nhận như chấp nhận được mấy cái chuyện tình cảm này. Lan,
hôm nay qua trễ vậy em? Em đang bực mình quá. Có chuyện gì vậy? Kể chị nghe coi. Thì là Bích đó. Hồi đó em có kể cho chị nghe á, là Bích rất là tốt với em. Tự nhiên á bây giờ. Không mà thôi đi, em không muốn nói nữa. Tóm lại là từ đây em không có thích những cái chuyện mà Bích làm. Nhỏ này, tự nhiên á kể cho chị nghe xong rồi ngưng lại, làm chị tò mò nha. Kể đi, kể chị nghe đi. Thì chuyện là, tóm lại là chị cứ biết từ nay sắp tới em và Bích không có muốn dính líu gì tới nhau nữa hết á. Và em muốn đi theo chị, em muốn theo chị để học hỏi làm ăn. Em muốn mình phải làm giàu, muốn mình tự kiếm tiền nuôi sống. Em suy nghĩ vậy đúng đó. Chị bảo đảm, em mà đi theo chị á, em không giàu chị đi đầu xuống đất á. Bây giờ mà ra ngoài sống á, em cũng lo quá. Chị hiểu, nhưng mà bây giờ em không phải sợ cái gì hết á, không phải lo cái gì hết á. Giờ chị với anh Phúc sẽ lo cho em. Nhưng mà em ngại quá. Cứ xài tiền của anh chị hoài à. Thậm chí đồ đạc quần áo cái gì anh chị cũng sắm sửa cho em hết á. Em á, đừng có lo, cũng đừng có ngại. Chị với anh Phúc á, chỉ muốn tốt cho em thôi. Muốn em á, phải giàu sang nè, có của ăn, của để. Để cho bạn bè em không có còn coi thường em nữa. Ô, bữa nay mình đi đâu vậy chị? Chút xíu nữa thì em sẽ biết. Hôm nay chị sẽ dẫn em đến một chỗ rất là thú vị. Mẹ em nói trước với chị nha, bữa nay á em không có uống bia uống rượu gì đâu. Bữa giờ uống bia uống rượu nhiều quá em mệt lắm luôn á. Ok, em không uống á thì chị không ép, an tâm đi nha. À, mà bữa nay á anh Phúc có đi không chị? Chị cũng không biết nữa. Anh Phúc nói khi nào xong công việc á thì anh Phúc sẽ tranh thủ đến, còn nếu mà trễ quá thì thôi. À, nhớ anh Phúc rồi phải không? Chị này, nói gì vậy? Làm gì có chứ. Tại vì á, lần nào đi chơi với chị á, em cũng thấy anh Phúc đi chung. Với lại anh Phúc á, ảnh tốt lắm, cái gì cũng giúp đỡ em hết. Nên em định sẵn lần này gặp nói tiếng cảm ơn ảnh thôi. Thôi đi cô nương, tôi biết hết tâm trạng của cô nương rồi. Em nói thiệt đó, em không có ý gì đâu. Chị á, đừng có nghĩ bậy bạ. Nhưng mà nếu mà có tình ý thì cũng tốt chứ sao. Chị này. Chị, sao tự nhiên chị lại đưa em tới chỗ này vậy, mà tới khách sạn nữa? An tâm đi, chị không có hại em đâu mà sợ. Chị, tại em thấy lo quá nên em hỏi vậy. Tôi chịu phái cho chị Lệ. Sao tự nhiên chị ấy lại đưa mình vô khách sạn? Chẳng lẽ chị Lệ cũng giống như Bích? Sao? Sao mà căng thẳng vậy? Sao mà đứng ngay người vậy? Đi chị nè. Tại vì em cũng chưa biết được là mục đích tại sao chị với em lại tới khách sạn. Chị sẽ làm cho em ngạc nhiên mà. Đi, đi vào. Đây là chiếc cao su cá, đừng đứng dậy. Rồi, em đi vô đi. Sao chỉ một mình em vô, sao chị không vô với em? Em đi vô đi, sẽ có điều ngạc nhiên cho em. Không ấy chị chở em về được không? Không có được. Vào đây rồi thì không có về được. Đi vào, vào đi. Chị Lệ. Ôi, Nhạc Lan. Ôi, mấy chị là ai vậy? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Hôm nay là ngày đặc biệt của em.
sao chị không có mặt được chứ? Vậy mà chị làm em á thót tim ra ngoài luôn, sợ ơi là sợ. Nhưng mà em có ngạc nhiên không nè? Nhưng mà sao mà chị biết hôm nay là ngày sinh nhật của em? Nếu mà cái gì chị muốn biết á thì chắc chắn chị sẽ biết, đâu có khó đâu. Em phải đoán thôi nha. Chị cảm cho em đi. Chị nhiều lắm. Chị làm cho em thấy vui, hạnh phúc và ngạc nhiên nữa. Chị giới thiệu với em, đây là những đứa em của chị. Còn mấy em, đây là Lan, là em kết nghĩa của chị. Vậy là từ nay á, Lan đã gia nhập vào đại gia đình của mình rồi á. Mình nâng ly chúc mừng đi. Chúc mừng sinh nhật Lan. Nhưng mà chị cũng chưa nói cho em biết tại sao sinh nhật của em chị là tổ chức ở trong khách sạn á. Chắc chắn có lý do chứ em. Nói chung là tổ chức ở đây á, để chị em mình dễ làm chuyện khó nói thôi mà. Thôi uống đi. Chúc mừng sinh nhật em. Cảm ơn chị. Anh xuống xe coi sao đây. Thôi được rồi, chị không cần nữa chị. Không có được, hôm trước chị xuống đây nè, cũng bị cái tình hình giống như vậy nè, rồi nó chọi bể kiến á. Anh đừng có xuống xe, dè xe lại rồi đi luôn đi. Dạ. Em bảo lại với chị là không có sao đâu, chắc chắn là người này sẽ không có làm khó dễ gì mình đâu. Đi đi chị. Ừ, đi đi anh. Sao tôi nói thì tôi cũng nói thiệt hết trơn rồi cho nghe rồi đó, còn tin không tin thì tự Yến. Yến tin mà. Tôi thấy á, Lan đã có người yêu mới mà người ta đi bằng ô tô. Không, không lẽ có Trăng Quên Đèn hả? Thì có người mà đồng tiền sẽ làm cho con người ta mờ mắt đi và làm cho con người ta mất đi cái lòng trung thủy, mất đi tình người. Mà tôi nghĩ đồng tiền nó không có tội, mà có tội là người lạm dụng cái đồng tiền. Tôi nghĩ vậy. Vậy Lan đáng thương hay đáng trách đây? Đáng lo hay đáng mừng đây hả Dũng? Ai biết đâu. Mà tôi còn nghe trong núi cái ông nội mà bồ của bà Lan, trời ơi trời, ông già háp luôn. Không biết sao Lan yêu được hay thiệt. Chắc yêu vì tiền thôi chứ còn ngoài ra là yêu cái gì. Tao nói với mày vậy hồi nào. Ê, cái tính nó không tốt nha. Chỗ người ta đang tâm sự tự nhiên cái băng băng vô nghe lén chuyện người ta chi vậy? Đính chính lại nha. Không hề nghe lén nha. Tao đi từ múc đằng xa lần mà mày nói tao đã nghe rồi. Cái trường này nghe hết rồi nha. Mày á, không chịu thay đổi tính nết, suốt ngày cứ vậy hoài. Thay đổi tao được gì? Ê, vậy là nãy giờ nói xạo không hả? Không có nói xạo. Mà tại vì tôi thấy mình kể chuyện mà nó không có mắm, không có muối, cái nó lạc nhách, lạc nhẽo à. Ủa cái đâu mày? Tao nói với mày Lan yêu ông già nào? Tao nghe loáng thoáng rồi. Này à, bữa hứa với tôi cái gì? Kêu là hả thay đổi tính tình, nói chuyện không có thêm bớt. Vậy mà làm sao, ngựa quen đường cũ hả? Cũng tại em thôi. Mắc gì? Tao đã quên. Cũng tại Lan thôi. Mắc gì? Lan nào? Lan nào? Tao quên cũng tại Yến thôi, là tao nói. Bữa yêu tôi đi tôi thay đổi, tự nhiên không yêu tôi thay đổi gì không. Tôi thà tôi ở dạng mình chứ hả yêu cái người mà như ông. Dẹp đi, đừng có thấy me love you, you nói tiếng Việt đi, đừng thấy tôi yêu bạn á rồi bạn làm chảnh nha. Tôi làm chảnh á, làm gì tôi vẫn thương đó. Cãi không chứ? Trời ơi thôi tôi mệt quá à. Hai người đừng có cãi nhau nữa được không, gặp nhau là cãi à. Yến như là nữ thần mặt trời, còn mày như là nữ thần mặt trăng vậy đó. Tao á là trời sinh một cặp,
tao nói là vạn vật trên đời này nó đều có sáng và đều có tối, phải có mặt trăng, phải có mặt trời, âm dương nó mới hòa hợp. Tao đang nói hai nữ thần. Không dính gì trơn vậy trời. Bệ 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 quá. Đang chuyện tình cảm, đang chuyện sen 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 vô. Thấy chung vô vô đây nè. Đâu có cần phải, nhất thiết phải làm như vậy đâu. Tao thấy cần. Chuyện của Lan sao? Chung kể với Yến nghe đi. Mà đừng giống hôm này nha. Đừng có thêm muối dặm ớt vô nữa đó. Không thì muối là dặm không mà dặm ớt luôn. Tôi thích dặm ớt vô, tôi thích ăn muối ớt được không? Được rồi, để tôi kể cho nghe. Đó hôm qua Trung đi rước Dũng nè, thì vô tình gặp được Lan. Bây giờ Lan toàn là đi xe xịn với xe hơi không đúng không? Tao nói rồi. Gì mày? Mày bỏ con Lan đi, tao làm mai cho đứa em họ đẹp lắm. Tao nói con chuột nào chuột đấy nó chạy bãi, nó dân bút giác luôn. Nó mày nó trách nổi đi chơi, nó bỏ thì đâu. Đi ăn không? Ê, đi ăn không ngủ mày? Ê! Ê! Ủa, chị Lệ. Chào em. Dạ, chào chị. Chị ngồi đây đi. Để mình lấy nước cho chị nha. Ừ, cảm ơn em. Wow, nhà cửa em trang hoàng đẹp quá ha. Dạ, cực một chút á, nhưng mà thấy nhà cửa thoáng mát như vậy cũng thấy vui. Wow, từ đây về sau á, em á là được tự do thoải mái rồi nha. Dạ, nhưng mà xa bạn bè em á, em cũng thấy buồn. Hôm nay á, chị qua đây có một cái chuyện quan trọng muốn nói với em. Chuyện gì vậy chị? Đại gia Lương Phúc muốn gặp em tối nay. Sao giờ này mà anh Phúc vẫn chưa đến nữa kìa? Có khi nào anh Phúc anh không đến không chị? Đâu có được. Anh Phúc là người đàn ông không bao giờ say hẹn với phụ nữ đâu. À, chị nè. Chị có thể cho em biết là hôm nay anh Phúc anh hẹn em qua đây có chuyện gì không chị? Ừ. Mà chút xíu nữa chắc em biết mà. Mà anh Phúc anh hẹn với em á, chứ đâu có hẹn với chị đâu. Chị nói vậy làm em thấy tò mò quá. Nhỏ này, có gì đâu mà tò mò. Anh Phúc là một người tốt, anh chỉ đem đến cho chị em mình những điều may mắn, chứ anh đâu có hại gì tụi mình đâu. Em an tâm đi. Mà công nhận á, anh Phúc anh tốt thiệt á. Anh giúp đỡ cho em nhiều thứ lắm. Đã vậy á, còn lo cho em vật chất nữa. Mà chẳng bao giờ thấy anh đòi hỏi em cái gì hết á. Nhỏ này, anh Phúc mà không tốt với em còn tốt với ai được nữa. Anh Phúc tới gì kìa. Mình đi trốn đi. Ai biểu tới đi trễ. Hai người đẹp đi đâu rồi ta? Thôi mà tội nghiệp anh mà. Hai em ra đây đi. Đừng để anh đứng chờ mà. Đó, dễ thương không? Hôm nay là ngày họp mặt của ba đứa mình. Anh có hoa để tặng em. À đây, Lan, phần của em đây. Hoa đẹp mà bự. Phần của em đây, Lệ. Ơ, hoa của em sao mà có nhỏ xíu vậy đây? Thôi mà. Nhiều quá à, bị cho ra rìa phải không? Thôi đừng có nói vậy mà. Bữa nay là ngày vui, ngày họp mặt mà. Ngồi đi em. Em cảm ơn anh.
Em chuẩn bị đầy đủ quá. Chứ sao, trời ơi, tiếp đãi đại gia Lương Phúc mà. Lúc nào ngồi bên em anh cũng có cảm giác thật là hạnh phúc á. Anh Phúc cứ chọc ghẹo em hoài à. Đó, mới có người đẹp chút xíu là cho mình ra rìa rồi nha. Thôi ba anh em mình cùng với nhau một cái nè. Mừng cho Lan thoát khỏi sự phiền hà của bạn bè và mừng sự ban giao của anh Phúc và Lan. Uống nha, cạn ly nha. Vui đi em, uống em. Em, mời em. Dạ, nè em. Cảm ơn anh. Rót uống cho Lan nha. Anh Phúc nè, anh hẹn em qua bên đây có chuyện gì không nhờ? Thôi, tôi để cho hai người nói chuyện riêng tư, tôi không làm phiền hai người nữa đâu. Đi nha. Chuyện gì mà riêng tư với chị? Chị đâu vậy chị Lệ? Chị. Thôi chị Lệ. Cho hàng 15 phút nha. 15 phút tôi quay trở lại nha. Sao tự nhiên bỏ em ở đây? Lan à, ngồi xuống đi em. Em, ngồi em. Lan à, phải nói ngay lần đầu tiên gặp em, anh đã biết trái tim của mình thuộc về em rồi. Anh nói gì vậy? Anh nói thật lòng mà. Anh yêu Lan thật lòng đó. Dạ. Dạ không được đâu anh. Tại vì từ trước tới giờ em chỉ coi anh giống như là một người anh tốt thôi. Có lẽ nhất thời em không tin vào những lời nói thật lòng của anh vừa rồi. Không sao cả. Rồi đây, em sẽ hiểu được tấm lòng của anh đối với em. Không được đâu anh. Em chưa bao giờ nghĩ tới điều đó, dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua thôi. Lan à, anh không ngại điều đó. Giờ đây á, trong trái tim anh, tâm nhĩ à, tâm thất, chỉ chứa đựng hình bóng của em mà thôi. Anh tin là một ngày nào đó em sẽ hiểu được và sẽ yêu anh. Thì ra bấy lâu nay anh Phúc của anh tốt với mình là gì? Anh muốn mình thuộc về anh. Bây giờ mình mới nghiệm ra được một điều, người tốt với mình đều có mục đích không à. Bây giờ mình phải sống như thế nào đây? Mình phải làm sao đây? Không có ai tốt thực sự hết. Ta chắc là muốn cái gì? Nè, chị thấy ly chanh nóng của em thành ly chanh đá rồi đó nha. Uống đi mà cứ ngồi suy nghĩ hoài. Là em thấy khó xử kìa. Có cái gì đâu mà khó xử, có cái gì đâu phức tạp. Em quan trọng quá vấn đề. Chị nói cho em nghe nè, anh Phúc rất là tốt với em. Anh Phúc cũng chưa có vợ, em vẫn chưa có chồng. Có gì đâu mà lăn tăn suy nghĩ hả? Nếu mà em không bằng lòng đến với anh Phúc là em sẽ mất trắng đó. Còn cái trường hợp này nữa nha, em mà quay về với Yến thì bạn bè em coi em ra cái gì? Còn mặt mũi nào nữa phải không? Nhưng mà không lẽ anh Phúc anh đến với em á chỉ vì... Vì gì cái gì? Anh Phúc không phải là người như vậy. Em á lấy anh Phúc thì anh Phúc yêu thương em nè.
ha, anh Phúc mua nhà mua cửa cho em nè, mua xe nè, có tiền có của nè. Lúc đó bạn bè em đâu có ai mà coi thường em nữa, đúng không? Em coi em đi, giờ em có gì? Em không có gì hết, công việc làm cũng không có, rồi nhà cửa cũng không có, không có ai hết trơn á. Bây giờ em mà không lấy anh Phúc là em mất trắng. Tự mình giàu có thì người khác mới tôn trọng mình. Có tiền là mình sẽ có được tất cả. Lâu lắm rồi em mới được đi dạo thoải mái như vậy đó. Nếu mà sau này em thích á, anh sẽ thường xuyên đưa em đi, mà chẳng những như vậy không, mà còn những nơi khác tuyệt vời hơn nữa. Nè Lan, cái chuyện hôm trước anh nói với em nghĩ sao rồi? Dạ, chuyện đó em nói thật là em chưa có nghĩ đến. Tại vì em thấy em và anh hình như là quá vội vã. Anh em nghĩ bây giờ em và anh cứ như là anh em như vậy thì đã tốt hơn. Nói như vậy là em vẫn chưa tin anh hay sao? Dạ không phải. Đối với em, tình cảm rất là quan trọng. Em chỉ cần có thêm thời gian để em suy nghĩ. Được. Bao nhiêu thời gian anh cũng vẫn chờ. Hay là bây giờ anh kiếm một chỗ nào đó ăn ngon ngon, mình đi tới đó ăn, rồi sẵn rủ chị Lệ đi luôn. Em thấy chị ở nhà đợi mình thấy tội nghiệp quá. Ý kiến của em hay lắm đó. Thôi mình đi nha. Em đọc cái gì mà chăm chú quá vậy? Chuyện phụ nữ thôi. Thôi đi mà, mình tranh thủ tâm sự đi. Ngày mai á, mà anh Lan nó vòng trở lại đây rồi á, là hai đứa mình hết cơ hội tâm sự đó. Anh này làm như đó là mỗi lần anh kêu em không đến với anh mà. Em biết sao không? Tại vì á, mấy bữa nay anh uống rượu bổ nhiều quá, cho nên trong người anh nó cứ lân lân điên rứt rứt hoài, chịu không có nổi. Mà nè anh, Lan của anh á, nó sắp bị đuổi học rồi đó hả? Bị đuổi học thì càng tốt cho anh chứ sao. Mà nè, anh á, là anh mệt mỏi với Lan lắm rồi đó nha em. Bỏ tiền ra chu cấp cho đủ thứ hết á, mà tới giờ này có được gì đâu. Nó làm như là tình yêu chân thật vậy đó. Phải trải qua từng công đoạn quen biết, tỏ tình, ôi lùm lum hết, mệt. Nè, anh muốn là phải từ từ. Nếu mà anh muốn quá thì để em giúp cho. Nhìn cái điệu bộ của anh nè, như là muốn con nhỏ Lan đó hả, lên tới não rồi phải không? Ừ, mà anh không biết sao nữa. Con Lan á, nó khác với em, mà nó lại khác hơn nhiều cô gái mà em đã từng cung cấp cho anh trước đây. Nó có một sức hút kỳ lạ và đặc biệt lắm em à. Thấy chưa, biết ngay mà sơ ra. Có mới nới cũ, thấy trăng quên đèn. Thì anh cũng đang yêu em nè, em cũng đang nằm trong vòng tay của anh mà Lệ. Con nhỏ Lan này á, nó khác với lại mấy con nhỏ kia. Mấy con nhỏ kia chỉ cần á, em mua quà nè, dụ nó chút xíu nè, nó ngọt nó chút xíu á, là nó nghe theo lời em.
muốn làm cái gì cũng được hết. Còn nhỏ Lan này á, nó khôn lắm, nó lại suy nghĩ sâu sắc nữa nên khó dụ lắm. Anh chờ từ từ. Mà chờ từ từ hoài á, anh cũng sắp nản chí lắm rồi đó nha. Nếu mà anh muốn nó thuộc về mình á thì em sẽ giúp cho anh. Em hứa là em phải giữ lời đó nha. Anh á, biết con Lệ này mà đúng không? Dám nói, dám làm, em chưa bao giờ thất hứa với ai hết á. Anh á, là người hiểu em nhiều nhất, biết em nhiều nhất, có đúng không nào? Nè, nếu mà chuyện này á, em giúp cho anh á, xong xuôi hết, em muốn cái gì, anh cũng chiều cưng hết, vậy nha. Công nhận á, là anh Phúc anh tốt với mình thiệt á. Ủa Bích, Bích vô nhà ngồi đi. Bích gọi cho Lan hoài không được, mà khó khăn lắm Bích mới tìm được nhà của Lan á. Bích ngồi xuống đi. Bích kiếm Lan có chuyện gì hả? Điện thoại của Bích nè. Bích không có ý đó đâu. Tại vì ngày nào không gặp được Lan á là Bích... Lan đã nói với Bích bao nhiêu lần rồi, Lan không phải là mẫu người á mà để cho Bích gửi hết tất cả cái gọi là tình yêu gì đâu. Nhưng mà Bích thì lại... Lan cảm thấy mệt rồi, thôi Bích đi về đi. Nếu được á thì coi giống như từ đây sắp tới tụi mình không có quen biết nhau. Nói thật là Lan không có muốn bất kỳ mối quan hệ nào với một người đồng tính hết á. Thôi được rồi, vậy Bích đi về. Cái điện thoại này Bích tặng cho Lan rồi thì Lan để xài đi. Anh an tâm đi, tối nay em đảm bảo con Lan nó sẽ thuộc về anh. Tốt, tốt lắm đó. Trăm chuyện đó là bây giờ anh nhờ em hết á. Với lại gần đây em thấy Lan á, nó cũng có cảm tình với anh. Chắc là bây giờ là thời điểm chín muồi rồi đó. Mà nè anh. Sao? Chuyện gì em? Khi nào á mà em ra hiệu á thì anh hãy bước vô nha. Chuyện đó anh biết mà. Dạ alo. Alo Lan hả? Em nghe chị. Chị buồn quá à. Tối nay em qua ngủ với chị rồi hai chị em mình tâm sự nha. Ok. Ừ. Tối hôm qua. Ok, tối nay gặp em. Dạ. Ok, bye bye. Giỏi lắm. Em của anh giỏi lắm. Hôm nay chị buồn á, em uống với chị nữa nha. Chị uống nữa hả? Em mệt lắm rồi, em không uống nổi đâu. Em không uống thì chị uống một mình. Em xuống dưới nhà lấy trái cây, lấy giùm chị cái ly lên đi.
Không uống á, chị uống một mình. Em uống nước đi. Đó, chị khui cho em rồi đó. Mà chị có chuyện gì buồn? Sao uống nhiều quá vậy? Chuyện làm ăn đó mà. Chị có chuyện buồn gì á, cứ tâm sự với em nè. Chuyện làm ăn á, một mình chị thôi chống chọi với lại ngoài xã hội. Nhức đầu quá. Nè, chị ăn trái cây đi. Em uống với chị miếng đi, nhấp môi thôi cũng được. Thôi mà muốn nữa đâu. Thôi không uống cũng cụm ly luôn. Cụm ly nước suối luôn. Hôm nay sao? Hôm nay đi chơi có vui không? Dạ vui. Sao tự nhiên em thấy mệt mệt trong đầu? Tại vì chắc em đi nhiều quá hay sao? Thôi, em uống miếng nước nữa đi. Xong rồi em vô phòng của chị em nằm nghỉ đi. Chị ngồi đây chị uống chút xíu xong rồi chị vô chị ngủ sao? Không sao đâu, em ngồi chơi với chị xíu được mà. Vậy hả? Vậy cũng lý. Em không uống rượu, em uống nước thôi. Gì? Chị nè. Em thấy mệt quá. Vậy em vô phòng chị nghỉ đi. Làm phiền chị nha. Ừ, em nghỉ đi cưng. Mọi chuyện đã xong, bàn giao lại cho đại gia. Chúc ngon miệng. Ok, em làm tốt lắm. Cảm ơn em nhiều. Chúc vui vẻ. Anh đã kiếm được cưng. Cưng đã thuộc về anh rồi. Đang ở đâu vậy ta? Oh,
Không thể nào làm ta, không thể nào làm ta được. Chị Lệ, tại sao vậy chứ? Tại sao em trở nên như vậy? Em bình tĩnh đi, qua đây ngồi đây nè. Tại sao anh Phúc ở đây làm vậy với em? Chị á, không có biết chuyện gì xảy ra hôm qua nữa. Hôm qua chị buồn quá, chị uống nhiều. Mà hình như em cũng uống. Rồi anh Phúc qua, em uống với anh Phúc phải không? Chị đã hại đời em. Cái gì hại em? Em không uống rượu đâu mà tiễn nữa chị. Chắc là em quên rồi đó. Em với anh Phúc hai người uống tiễn. Rồi hai người tự động đến với nhau. Không thể nào được. Chị có biết là em đã mất một đời con gái rồi không? Ở đời đâu có ai cho công cái gì. Ráng mà động não suy nghĩ chứ cứ.